Phụng Mạc Đế Đình tôn quan, Phụng Mạc Đế Đình sao y sắc quỷ trừ tinh chóc cả. Lục Chí Thần thông phép tôn quan, Lục Chí Thần thông quyền thu tam giới phi phong. Điểm đi mâu mưa gió bất kỳ một cơn mưa gió bất kỳ sấm sang đi tam có nghi mây che đi đất trời thiên hạ nơi nơi được nhuần thiên hạ nơi nơi thưa nhàn đi sáng thử đồng trời các tòa trong bách nghi thần người có nhường ai tài thao thao lược quần tài định thần tâm tư phổ nào ai đi sanh đều quang minh chiếu từ trung á tích tặng cung giảng kỳ phục hoàng thần cận thánh chúa tiên trung vương ca lăng tân từ bi mẫn chúng sinh vô ngã kim định lễ khai quang chiếu đàn duyên là bút phê sai chiêm nhang là bút phê sai tướng đáo lai hộ chỉ tạo sai binh bộ binh tùy trên thượng nghề rơi tôn ni
con. Giang thế xuống cõi trần cứu thế độ nhân. Sắc vụ phong thượng đẳng tôi linh vô thần khắp hòa trung nam bắc muôn dân đảo cầu trong tam cõi cửu châu vòng bài độ Việt Nam quốc thái dân. Khẩn thường sắc chỉ vua phòng số sinh số tử liệt hàng chúa phê. Đủ mọi bề người tài kiêm văn võ trong bách thần nào có nhường ai tài lược thao võ toàn tài đình thần tứ phu nào ai dám bi. Mời ứng điểm vòng bay phượng tư lân vờn thất bộ sao xa tám ngàn tiên nữ dân hòa sớm khuya chầu trực nghe vua cha ngọc nghề hoang trong đền vàng hương bay trầm xa ngoài thành bay khói tỏa nguyên
mây rồng năm thức phủ tre thánh hoàng thái hậu tức nghi thì thành ra